Đây là buổi phát thanh tại xã Huy Tường, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, giới thiệu ngày hội Internet với phụ nữ. Bà con và các bạn thân mến, vào hồi 14 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2015, tới tại xã Huy Tường, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, sẽ tổ chức sự kiện phụ nữ với Internet tại xã Huy Tường. Đây cũng là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet tại cộng đồng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Trong điều kiện đất nước đổi mới và phát triển, vì thế vai trò của người phụ nữ đã được nâng cao rõ rệt, bình đẳng giới ngày càng được chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương ngày càng quan tâm. Ở nông thôn, với vai trò của người phụ nữ càng thể hiện rõ khi họ chiếm số đông trong dân số cũng như trong lực lượng sản xuất.